chiều bao 2000, đậu 42, hải quan chính ngạch, dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài, máy rất ngon, bô gam 2000, lồng lỗ theo xe đầy đủ, áo gin. Just like dirty arms, 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 từ trong ra ngoài luôn, từ khâu làm máy tới dàn lông, dàn áo sạch đẹp cực kỳ. Nói chung là giống như dựng xe thùng vậy đó, nhưng mà cái này là chỉ dọn thôi, tại vì cái chất xe này thì nó rất là ngon. Con này là 2000 đầu 42 hải quan chính ngạch, cây bô gam 2000 mình có dặm nhẹ nha, cái này mình mua bán thì tánh mình hay nói rõ bô gam 2000 thì là nó là bô gam M chứ không phải như 99, thì nó có 5 đồng tiền ở sau lưng này nè, nó có 5 đồng tiền và cái nó cũng lên mặt gam bình thường, nhưng nó sẽ không có bóng như cái bô gam 99. Cái nhất, cái thứ hai á, là áo này áo gin xịn hàng đô, cái này là yên gin 2000, yên gin 2000 thì nó chỉ bóng mờ thôi, nó không có như 99. Nói chung là đồ của 2000 mà đồ theo xe thì nó bóng mờ chứ nó không có 99, nó không như 99 là bóng thật là bóng. Còn cái này là Tân Lan 2/2 hàng gin mới, bản vuông chữ lớn, cạnh lớn chữ lớn, gù gam logo gin nổi. Nói chung là xe này rất đẹp nha mọi người. Xe chưa chế đề, thẻ su. Xe này là thẻ su, có nghĩa là thẻ Suzuki. Suzuki thì là nhập khẩu chính ngạch nguyên con nguyên thùng hồi xưa. Còn Yuaga thì nhập dòng của Ấn Độ. Victory thì là trốn thuế. Nói chung là cái nào cũng là hải quan chính ngạch, nhưng mà thường thường thì khách hàng của mình là thích là thẻ su hơn vậy thôi, chứ thật ra con nào cũng là hải quan chính ngạch hết. Rồi nhắc lại nha, con này là Sibo 2000 đầu 42 hải quan chính ngạch, dọn rất dữ, dọn từ trong ra ngoài, từ khâu làm máy dên bận tạ nồi gì đó cho tới cái khâu sơn sườn lốc đồ là dọn chuẩn gin 2000 hết, rất là cộp. Chỉ thiếu chi tiết duy nhất là cặp bánh Tân Lan 2000 theo xe. Cái con này mình đang đi Tân Lan 202 hàng gin theo xe thôi, hàng gin mới, xin lỗi, hàng gin mới mà hàng xịn á. Còn ngoài ra tất cả những cái đồ khác thì là đồ gin rất là đẹp. Rồi anh em cảm thấy hợp nhãn hoặc là thích cái phong cách gọi là xe dọn full mới sạch đẹp bằng đồ gin thì con này là tuyệt vời nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip.